tối hôm qua con với cậu Khiêm đã ngủ chung với nhau rồi hả? Chính xác á, là nằm ngủ cạnh nhau đó thím. Là sao? Là vậy đó. Chỉ là nằm ngủ cạnh nhau thôi, hết. Trời đất ơi, cái thằng đó nó bị công hả? Thím, thím nói gì kỳ vậy? Cái gì nữa? Nè, con phải test lại nghe. Trời đất ơi, đàn ông đàn ăn gì nằm cạnh một người phụ nữ xinh đẹp như con mà cả đêm không xảy ra chuyện gì hết. Thì tại anh uống sai quá, đâu còn biết trời đất gì nữa đâu thím. Còn có chắc không? Con tin là mình đủ tin tưởng để nhận biết ra điều đó. Nếu con tin nó là trai thẳng 100%, sao con không lợi dụng lúc đó rồi con bắt buộc nó cưới con luôn? Thím, con đã tuổi này rồi mà còn dịnh vô chuyện đó để người ta cưới mình hả? Con không thích gì đâu. Với lại con không muốn đốt cháy giai đoạn. Cho dù con rất là mong đám cưới với anh Khiêm, nhưng mà con vẫn mong trước khi cưới anh sẽ tỏ tình với con và cầu hôn với con đàng hoàng chứ. Thiệt thím không hiểu nổi con luôn. Cháu gái của thím mà, đâu có phải ế đâu. Phải rồi, nhưng mà con yêu theo cái kiểu này thím thấy lo lắm. Không biết khi nào con mới lấy được chồng đây. Thím nói gì kỳ quá. Lần nào cũng vậy, con để mắt tới ai là không cần che giấu, nhưng hễ người ta tiến tới thì con lại lo sợ. Lo sợ người ta sẽ nhào vô ăn cả một gia tài của gia đình con. Còn người ta dùng dằn thì một thời gian thôi, con lại chán, con chia tay với người ta liền. Lần này thì thím không biết là con kéo dài được bao nhiêu lâu nữa đây. Con thấy lần này khác với những lần trước đó thím. Bộ thím không thấy anh Khiêm đặc biệt hả? Phải rồi, đặc biệt lắm. Đặc biệt nhất là nằm cạnh con cả đêm mà không xảy ra chuyện gì hết. Thím rầu quá. Thím, chọc con nữa. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ai đã vụt